Thưa quý vị, cha đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, điều dưỡng Nguyễn Đình Hùng, công tác tại khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đang tham gia làm nhiệm vụ tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương tại Long An, trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, phải tiễn biệt đấng sinh thành từ phương xa, không thể về quê nhà chịu tan cha. Anh Nguyễn Đình Hùng là con trai duy nhất của gia đình quê ở xã Phú Tiến, huyện Định Quá, tỉnh Thái Nguyên, đang phục vụ tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương tại Long An, trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ngày 26 tháng 8, cha ruột của anh là ông Nguyễn Đình Long, sinh năm 1964, không mai qua đời do tai nạn giao thông. Không thể về chiều tăng, lãnh đạo trung tâm và đoàn sư tăng tình nguyện tỉnh Nam Định đã lập bàn thờ giọng làm lễ cầu nguyện tại nơi công tác để anh hùng tiễn biệt cha từ phương xa ngay khi nhận được thông tin giám đốc sở y tế tỉnh long an huỳnh minh phúc đến dự lễ tàng đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình động viên anh hùng cố gắng vượt qua đau thương tiếp tục cùng đồng nghiệp làm tốt nhiệm vụ giám đốc sở y tế cảm ơn những tình cảm của các đồng nghiệp đã đến từ thái nguyên đã gác lại việc riêng sẵn sàng xa gia đình để chung sức hỗ trợ long an dập dịch